Xin chào các bạn, mình là Phùng Mạnh Quân, giảng viên của Học viện SciCat. Ở trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những vấn đề cốt lõi quan trọng nhất khi làm vật liệu ở trong V-Ray và Corona. Thì ở cái nội dung này thì chúng ta sẽ chưa đi vào để mà làm vật liệu ngay. Nội dung buổi hôm nay chúng ta sẽ trao đổi và thống nhất với nhau về một vài những cái tính chất, một vài những cái khung sườn để mà chúng ta sẽ lấy đó làm cái khung để chúng ta bám vào. Thì sau buổi hôm nay coi như là buổi nền tảng ấy, thì những cái buổi sau mà chúng ta học cái công cụ, học những cái thông số để làm vật liệu ấy, thì chúng ta cứ phải bám theo cái khung sườn của buổi học hôm nay nhé. Buổi hôm nay là rất là nền tảng và rất là quan trọng, nên các bạn sẽ ghi chép và sẽ học thật kỹ cho mình, được chưa? Đó là hiểu tổng quát về vật liệu. Có thể là đối với những bạn nào mà mới học phần mềm, mới học Corona hoặc V-Ray thì các bạn cái khái niệm mà làm vật liệu nó tương đối là mới. Còn nếu bạn nào mà đã trải qua rồi thì có thể là cái hình dung nó sẽ rõ ràng hơn. Tuy nhiên thì cái bài hôm nay sẽ giúp cho các bạn là nếu như cái sự hệ thống của các bạn nếu như đã sử dụng V-Ray Corona một chút rồi, đã hiểu cái khái niệm làm vật liệu rồi thì bài hôm nay sẽ giúp các bạn hệ thống được cái vật liệu. Còn những bạn nào mà mới tinh đấy, từ trái ngành bước vào hoặc là lần đầu tiên học phần mềm ấy, thì các bạn cũng sẽ hệ thống lại từ đầu kiến thức cho nó bài bản luôn, được chưa? Bài hôm nay thì mình phải có một cái buổi này để mình trao đổi với các bạn rất là kỹ về những cái đặc điểm của một cái vật liệu. Khi mà các bạn làm một cái vật liệu, chúng ta sẽ phân tích từng cái yếu tố, từng cái tính chất vật lý như thế nào liên quan đến một phần vật liệu, thì sau này chúng ta sẽ lấy nó làm cái khung và chúng ta cứ bám vào thôi. Còn những cái buổi hôm nay các bạn mà học hiểu ấy, thì ở những cái buổi sau học về thông số, học về vật liệu A hoặc vật liệu B để chúng ta làm ấy, thì nó sẽ rất là dễ thôi. Chúng ta đơn thuần chỉ là học công cụ. Còn buổi hôm nay sẽ là buổi thì chúng ta học hiểu luôn, được chưa? Học hiểu về cái từ cái tổng quát cho đến hiểu cái khung sườn của nó, nên làm cái khung cứng. Rồi, thế thì về vật liệu ấy, thì mỗi một vật liệu thì nó sẽ có những cái tính chất, có những tính chất về hóa học, có những tính chất về vật lý khác nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ không đi sâu quá vào những cái tính chất đó. Thì chúng ta sẽ về bản chất chúng ta làm vật liệu trong phần mềm ấy, là chúng ta đang mô phỏng lại. Là chúng ta đang mô phỏng lại những cái vật liệu ở trong thực tế, đúng không ạ? Từng cái vật liệu như sắt, đồng, nhôm, đồng sắt vụn, hay là đá, hay là gỗ, hay là da nỉ vải gì đó, thì chúng ta cũng là mô phỏng lại cái vật liệu trong thực tế. Mà vật liệu thì chúng ta sẽ nhìn nhận nó bằng cái thị giác của mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ dùng mắt để quan sát những cái tính chất hoặc là những cái gì mà mắt mình nhìn thấy thôi. Những cái gì mắt mình nhìn thấy được thì mình mới mô phỏng lại được. Còn những cái tính chất liên quan đến tính chất hóa học của một vật liệu thì chúng ta sẽ không thể nào mà dùng mắt để chúng ta có thể là phân biệt và có thể là mô tả được những cái tính chất hóa học của nó, đúng không? Toàn bộ những cái nhìn chúng ta nhìn thấy một cái vật liệu màu sắc, hay là nó có sần sùi hay không, nó có nhẵn hay không, nó có trong suốt hay không, đúng không? Nó nếu như trong suốt thì nó có màu gì, ví dụ như thế, thì đấy là những cái mà toàn bộ là liên quan đến những cái tính chất vật lý của một cái vật liệu. Cho nên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các cái tính chất vật lý của một cái vật liệu tổng thể và đặc trưng. Thế thì nếu mà nói về tính chất vật lý thì nó cũng sẽ có rất nhiều cái tính chất vật lý chúng ta sẽ không tìm hiểu hết được, mà thay vào đó qua cái quá trình nghiên cứu và cái quá trình tìm hiểu, thì khi mà mình đúc kết lại được một vài những cái tính chất vật lý nổi trội nhất của một cái vật liệu để làm cái khung sườn cho các bạn, làm sao mà khi các bạn nhớ những cái tính chất vật lý đó, thì khi các bạn mà làm một vật liệu bất kỳ, các bạn hãy cứ soi theo cái khung đó là các bạn sẽ làm ra được cái vật liệu, được không ạ? Thì đương nhiên là cái đấy chỉ là cái khung sườn, gần như là cái khung sườn cứng. Thì đa số các hòn vật liệu các bạn ướm vào cái khung đấy thì các bạn sẽ làm được. Còn đâu thì có thể là có một vài những hòn vật liệu mà nó sẽ cái tính chất của nó sẽ khác biệt một chút. Thế thì những cái khác biệt đó, những cái nào mà hay dùng, những cái nào mà có cái gì đó đặc biệt, thì dần dần trong khóa học thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết, đúng không ạ? Còn hôm nay là học những cái trung tất, buổi hôm nay cũng không thể học được hết tất cả các loại vật liệu được. Chúng ta cứ dần dần từng bước một. Thế buổi hôm nay là cái buổi mà hiểu cái tổng quát này trước, đúng không ạ? Thế thì cái khung đó chính là mình tổng kết lại thành một cái danh sách câu hỏi. Nó sẽ gồm có 7 câu hỏi. 7 câu hỏi này đặc trưng cho 7 cái tính chất vật lý của một vật liệu thông thường mà chúng ta sẽ nhìn nhận bằng mắt của mình để có thể là quan sát và nhận biết được, có thể dựa vào những cái tính chất này để chúng ta có thể so sánh được vật liệu này với vật liệu kia nó khác nhau ở chỗ nào, đúng không ạ? Thế thì về bản chất nhá,
các bạn sẽ lấy 7 câu hỏi này, các bạn có thể ghi chép, có thể lấy 7 câu hỏi này làm cái khung sườn, làm bất kỳ vật liệu nào các bạn hãy nhớ đến 7 câu hỏi này, được chưa? Còn những hôm sau á, mình sẽ buổi hôm sau mà dạy về thông số ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thông số này này nó sẽ mô tả cái số 1, thông số này nó sẽ mô tả cái số 3, thông số này nó sẽ thể hiện cho cái tính chất số 5, đúng không ạ? Thì khi các bạn đã thuộc những cái câu hỏi này trong đầu rồi và hình dung rõ các cái tính chất vật lý đặc trưng của một vật liệu thông thường rồi, thì hôm sau mình giới thiệu các bạn đến đâu mình nói đâu là các bạn hiểu ngay đấy, không mất thời gian. Và nó sẽ, bởi vì là nếu như mà mình không cho các bạn một cái khung ngay từ đầu ấy, mà mình ví dụ giả sử mình nói đến màu sắc là mình cứ nói một loạt về màu sắc, nói rất là sâu về màu sắc, xong rồi đến nói đến phản xạ, bắt đầu nói rất là sâu đến phản xạ, nhiều khi nếu như đối với một bạn nào mà mới, tức là trong đầu các bạn chưa có những cái hình dung về những khái niệm đấy nó rõ ràng, hay chưa có sự chuẩn bị, là các bạn cứ nghe theo cái lối nói của mình, tức là nghe theo cái dẫn dắt của mình, là các bạn gần như là bị cuốn theo từng cái chuyên đề một. Và sau khi mà học xong hết 7 cái tính chất này, thì tự nhiên các bạn quay trở lại, các bạn bảo ồ mình không biết là mình đã học những cái gì, và cảm giác nó bị nhiều, nó bị ngợp, nó bị rối. Thì thay vào đó là mình sẽ phải làm cái video này để trao đổi với các bạn, và để gần như là sẽ chỉ cho các bạn cái khung sườn này. Đó. Sau đó bây giờ buổi hôm nay thì mình sẽ chưa hướng dẫn các bạn làm vật liệu nhé, nhưng mình sẽ thông qua cái việc là mình sẽ làm một vài vật liệu mẫu nó mang tính đặc trưng để cho các bạn làm rõ, giúp các bạn hiểu rõ được 7 cái tính chất này nó như thế nào, được không ạ? Ok, đầu tiên các bạn nhớ cái câu hỏi đầu tiên nhé. Đấy. Màu sắc của vật liệu, đúng không? Đơn sắc hay đa sắc? Đấy, khi mà chúng ta làm một vật liệu bất kỳ phải nên nhớ đến là câu hỏi đầu tiên phải là vật liệu đó là đơn sắc hay đa sắc, màu sắc của vật liệu là gì, đúng không? Thế thì cái câu hỏi đầu tiên ở đây mình có một chuẩn bị một file. Ở đây mình có chuẩn bị một cái file, một cái file test cái vật liệu đó. Mở lên. Đấy, ở đây là mình mở cái bảng VFB lên nhá. Rồi thì mở bảng M lên. Đấy, thì ở bảng M bên này thì mình sẽ lấy một hòn vật liệu. Lấy một hòn vật liệu standard ra. Thì như hôm trước mình có giới thiệu cho các bạn ấy, trong cái buổi mà học về làm quen với bảng biên tập ấy, đúng không? Có giới thiệu cho các bạn rồi. Ở cái bảng search này nó gồm có material, vật liệu và map là hai cái mà chúng ta sẽ hay dùng nhá. Còn cái vật liệu map hay dùng các thứ này là mình tạo thêm ra thôi. Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái này. Được chưa? Sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo chi tiết cái thư viện này xong. Nhưng mà của các bạn mở lên á là tắt hết đi, để lại cho mình cái material và cái map này thôi. Thế thì ở cái map này buổi hôm nay chưa nói đến, buổi hôm nay sẽ nói đến cái vật liệu trước. Vật liệu thì hôm trước mình nói là có hai cái là cái thằng Gazeno và cái thằng Corona, đúng không? Thế thì ở trong Corona hôm trước mình cũng có giới thiệu với các bạn này, trong này có một vài hòn. Thì mỗi một hòn nó sẽ làm một cái đặc trưng cho một cái nhóm vật liệu mà nó mang tính chất đặc trưng riêng của cái nhóm đấy. Ví dụ như là tóc hay là da người các thứ ấy. Đấy. Thế thì trong hòn này có một hòn gọi là Corona MTL. Hòn này gần như là một hòn standard nhất. Có nghĩa là đa số các loại vật liệu các bạn dùng hòn này các bạn làm ra được hết. Về đa số nhá. Còn những cái vật liệu nó quá đặc trưng, ví dụ như tóc, như da người hay là như sơn ô tô, là người ta sẽ, bởi vì là do là nó cái tính chất từ những cái tính chất vật lý đến cái tính chất riêng của cái vật liệu đấy nó quá đặc trưng, cho nên là người ta sẽ làm riêng một cái hòn đấy luôn để cho các bạn ấy ra. Một ví dụ như là hòn Corona Spin này, đúng không, chuyên làm về da người. Còn từ một hòn này, nếu mà bảo là để làm ra được vật liệu da người hay không, làm ra được, nhưng mà những cái thông số của nó quá đặc trưng, thì người ta sẽ phải có những cái thông số riêng của thằng Corona Spin để người ta mô phỏng được nó. Tức là bên cạnh những cái thông số standard ở đây, thì mỗi một vật liệu nó có những cái đặc trưng quá lớn thì người ta sẽ làm riêng một hòn ra, được không? Còn hôm nay chúng ta học là học về cái thằng học về cái hòn vật liệu đặc trưng nhất để làm đa số các vật liệu xung quanh chúng ta, được không ạ? Đấy, thì hôm nay là mình chưa hướng dẫn các bạn vào thông số đâu nhá. Thì chút nữa khi mà mình làm mô phỏng một số loại vật liệu mà mình có sử dụng cái thông số của hòn MTL, đấy, thì các bạn cũng đừng quan tâm rằng là ông này ông dùng số này, ông này ông dùng số kia, đừng quan tâm. Buổi sau các bạn sẽ đọc chi tiết từng cái thông số bên này một. Buổi hôm nay các bạn sẽ tập trung cho mình vào cái khung sườn này. Đấy, khi mà mình nói cái gì, khi mà mình làm cái gì, các bạn cũng sẽ tập trung và ướm những cái đó, những cái điều đó vào cái khung sườn này, và các bạn sẽ làm cho mình để làm sao mà bản thân các bạn là khi các bạn học xong là các bạn phải hiểu thật rõ cái khung sườn này, là bất kể một vật liệu nào sau này các bạn sờ lại nó dễ lắm nhá. Vật liệu nhá, bảo khó thì rất khó, bảo nhiều thì rất nhiều, nhưng mà cứ mình sẽ cố gắng để trao đổi với các bạn làm sao cho các bạn dễ hiểu nhất có thể, được không ạ? Từ nãy giờ là mới chỉ là giải thích thôi đó, còn chưa đi vào bài một tí nào đâu.
bây giờ bắt đầu đi mới đi vào bài này. Mình khi mà mình dạy, khi mà mình chia sẻ như thế này là mình đang cố gắng là nói làm sao kỹ nhất có thể để cho các bạn là cái thay vì việc là một cái video học các bạn xem là có 5 phút có 10 phút thôi, thì các bạn nếu mà chỉ nói thẳng vào cái vấn đề luôn ấy mà không dẫn dắt cái câu chuyện cho các bạn để các bạn hiểu ấy, thì sau này các bạn gần như là nếu nếu mà bạn nào mà không chắc là gần như là mất gốc, là không nhớ được, không có nguồn gốc để nhớ lại, rất là khổ. Cho nên là cái video có thể dài hơn một chút nhưng sau này các bạn bù lại các bạn sẽ hiểu rất là rõ và sẽ nhớ rất là lâu, đúng không ạ? Rồi đây là một hòn standard nhá, khi mà mình kéo ra ngoài, đúng không? Hòn standard này thì các bạn có thể kéo từ vật liệu này, corona kéo ra ngoài, MTL kéo ra ngoài, đúng không? Đợi một chút. Đấy. Mình vừa kéo một hòn ra, bây giờ đang quay quay rồi. Rồi, đấy, một hòn vật liệu này khi mà mình kéo ra ngoài chưa có gì cả, đúng không? Thông số thì chưa được setup gì cả, mình sẽ gán cho đối tượng của mình ở bên ngoài. Đây, bên này mình sẽ bấm General Interactive nhá, để cho các bạn mình gán đến đâu, cập nhật đến đâu là cho nó sẽ thể hiện luôn đến đấy. Rồi, một hòn vật liệu của chúng ta này, khi mà các bạn kéo cái hòn MTL này ra này thì đây là một hòn vật liệu đặc trưng, giống như nó là một hòn vật liệu standard đấy. Thế thì mỗi ở dưới này các bạn, mỗi một cái nút này này, mỗi một cái nốt này này, các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ đặc trưng cho một cái tính chất của vật liệu. Thì các bạn sẽ thấy rằng là ở một cái hòn vật liệu này, đây là preview. Còn dưới nó, để mà thể hiện được ra cái hòn vật liệu này, nó có rất nhiều tính chất ở dưới này, đúng không? Đấy. Thế thì trong những cái tính chất này sẽ có những cái cực kỳ quan trọng, sẽ có những cái mà chẳng bao giờ các bạn dùng đến. Cho nên những cái nào mà chúng ta hay thường xuyên phải dùng đến để làm đa số các vật liệu ở ngoài thực tế này, thì mình sẽ giới thiệu lần lượt cho các bạn, đúng không ạ? Đấy, thì nó cũng là bám những cái đó thì nó cũng sẽ bám sát theo theo bài cái câu hỏi này thôi. Đó, những cái tính chất ấy, nó sẽ tương ứng, nó sẽ bám sát theo thôi. Còn đâu một số những cái tính chất mà chúng ta có thể là sẽ sau này sẽ học ở phần nâng cao chuyên sâu, sẽ học đến một số tính chất đó, hoặc là sau này có một vài những cái mà xem thêm thì các bạn sẽ thêm ở một vài tính chất thôi. Còn về cơ bản thì cứ bám theo thằng này là sẽ ứng với những cái hiệu ứng, ứng với những cái tính chất vật lý của nó. Ở đây là các bạn có thể là làm được đa số rồi nhá. Đầu tiên, câu hỏi đầu tiên này. Màu vật liệu đơn sắc hay đa sắc, đúng không? Khi mà làm một cái vật liệu bất kỳ ấy, một cái vật liệu bất kỳ, thế thì câu hỏi đầu tiên của các bạn đó phải là phải nhận biết được là cái vật liệu đấy là nó có màu gì, đúng không ạ? Phải là hỏi được cái câu hỏi đấy đầu tiên. Thế thì màu gì thì nó sẽ có nhiều loại. Ví dụ các bạn nhìn cái màu sơn tường này, cái màu sơn tường đã ở đằng sau mình này, các bạn có thấy là bảo là ở cái sơn này nó màu trắng, đúng không? Sơn này nó màu trắng. Nhưng mà các bạn nhìn một cái cửa gỗ hay một cái bàn gỗ thì đương nhiên là cái đó là cái vật liệu đa sắc. Và vật liệu một cái như ví dụ như cái sơn tường này, các bạn có thể quy nó vào là vật liệu là đơn sắc, đúng không? Đây, đơn sắc hay là đa sắc. Đấy, đơn sắc thì các bạn có thể nó sẽ là có thể là màu xanh, nó có thể là màu đỏ. Đấy, ví dụ mình lấy cho các bạn một cái ví dụ này. Thông qua cái việc làm vật liệu mình sẽ cho các bạn hiểu luôn. Ví dụ như là một cái vật liệu phổ thông nhất là nhựa đi, một cái xô nhựa. Đợi một chút nhá, để mình search mình sẽ đây cho các bạn xem. Vật liệu phổ rất cực kỳ là quen thuộc luôn, một cái xô nhựa. Đúng không? Đây nào, xem cái nào mà nhìn cho nó. Đây, một cái xô nhựa màu đỏ, đúng không? Thế thì khi mà đầu tiên các bạn giả lập một cái xô nhựa này, các bạn phải hỏi câu hỏi đầu tiên, đơn sắc hay đa sắc? Thì vật liệu này nó là đơn sắc, nó là màu đỏ thôi. Thì ở trong phần mềm ấy, các bạn chỉ cần chọn cái màu đỏ thôi. Đấy, các bạn chỉ cần chọn cái màu đỏ cho nó thôi. Là xong. Đơn sắc rồi. Đúng không? Thế nhưng mà các bạn nhìn này, đơn sắc câu hỏi đầu tiên ra được màu đỏ rồi. Cái thứ hai, đa sắc thì chúng ta tí nữa sẽ học đến gỗ, sẽ học đến đá, chúng ta sẽ ấy đến nhá. Và chúng ta sẽ học sau nhá. Còn cái câu hỏi thứ hai này, các bạn nhìn thấy nó bóng không? Tức là cái phản xạ các bạn bán theo cái bảy câu hỏi này, các bạn sẽ hỏi câu hỏi thứ hai này. Chọn được đơn sắc hay đa sắc rồi, đúng không? Thì chúng ta đã chọn được đơn sắc rồi. Câu hỏi tiếp theo là đến vật liệu đó có tính chất phản xạ hay không. Đây là một câu hỏi kép này. Và nếu có thì mức độ phản xạ như thế nào? Thế thì ở cái câu hỏi này mình sẽ trả lời cho các bạn luôn. Đó là chúng ta nhìn thấy phản xạ ở đây là rõ ràng. Nhưng mà một số cái vật liệu khác mà các bạn không nhìn thấy cái hiệu ứng rõ ràng ấy, thì các bạn rất dễ trả lời là vật liệu này không có tính chất phản xạ. Đó. Ví dụ các bạn ví dụ mình có một cái đây, giả sử mình có một cái điều khiển. Giả sử mình có một cái điều khiển
nhựa như thế này đúng không, thì nó rất là nhám, thì các bạn nhìn thấy nó sẽ không thể phản xạ được như cái nhựa đỏ của mình ở đây. Thế thì tuy nhiên để mà khi các bạn nhìn vào cái này mà các bạn hỏi câu hỏi rằng là vật liệu này, cái vật liệu nhựa này này có tính chất phản xạ hay không, thì mình trả lời cho các bạn luôn đó là đa số những cái vật liệu rắn, những cái vật liệu rắn thì đều có tính chất phản xạ mạnh, đúng không? Đều có tính chất phản xạ mạnh. Thế cho, tức là cái câu trả lời này nó đã trả lời cho cả hai câu rồi. Vật liệu có tính chất phản xạ hay không? Có. Và mức độ phản xạ như thế nào? Phản xạ mạnh. Đa số những cái vật liệu đều có tính chất phản xạ mạnh. Còn cái mà các bạn nhìn thấy là cái xô này nó bóng này, hoặc là cái điều khiển này nó nhám này, đó, thì là nó khác nhau ở đâu? Nó khác nhau ở cái câu hỏi tiếp theo, đó là chất lượng bề mặt của vật liệu đó. Các bạn nhìn cái xô này nó sẽ rất là bóng, bởi vì là cái bề mặt của nó rất là mịn và rất là nó đã được đánh bóng đi rồi. Còn ở cái vật, ở cái điều khiển này, bản thân nó ở bên, các bạn nếu mà nhìn gần hoặc là các bạn soi dưới những cái kính chuyên dụng, các bạn sẽ thấy bản thân bề mặt của nó sẽ rất là nhám, nó sẽ rất là nhám, mặc dù là chúng ta bằng mắt thường chúng ta nhìn nhận cái sự nhám của nó sẽ không được rõ ràng nhá. Tuy nhiên thì nếu như mà về bản chất, về cái bề mặt của nó là do nó nhám, cho nên là nhìn các bạn mới nhìn thấy nó bị thô như thế này. Thô thế là do cái bề mặt của nó, được không ạ? Do cái bề mặt của nó nhám, cho nên là cái thông tin phản xạ nó không được rõ ràng, đúng không? Còn ở cái xô này các bạn, bề mặt của nó rất là mịn, cho nên là các bạn, thật ra bề mặt này của nó không phải là mịn hoàn toàn nhé. Bề mặt của này nó là mịn hơn so với cái điều khiển thôi, chứ còn bản thân nó vẫn có những cái độ nhám nhất định trên bề mặt, đúng không ạ? Thì để mà làm rõ cho cái hiệu cho cái câu hỏi này này, thì mình sẽ cho các bạn xem đó là phản xạ đi. Chúng ta tìm cái từ, một vài những cái từ khóa phản xạ ánh sáng. Đây, các bạn sẽ thấy đây, đúng không ạ? Một cái bề mặt, về bản chất là đa số những cái chất rắn này là đều có mức độ phản xạ như nhau nhá, đều có mức độ phản xạ là mức độ, đều có mức độ phản xạ cao và nó sấp xỉ với nhau. Có cái cao, có cái thấp một chút thôi, nhưng mà về tổng quan là nó sẽ sấp xỉ nhau và đều có mức độ phản xạ cao. Còn cái khác nhau ở đây là gì? Cái khác nhau giữa cái xô nhựa và cái điều khiển của mình là gì? Là đây, cái bề mặt của nó này. Cái bề mặt của xô nhựa thì phản xạ, đúng không? Rồi khi mà chụp một chùm ánh sáng nó chiếu đến thì nó sẽ, cái chùm phản xạ đấy nó sẽ đối với cái bề mặt bóng ấy, thì khi mà nó cái thông tin phản xạ ngược trở lại thì nó rất là rõ nét, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, khi bởi vì là ánh sáng khi mà truyền đến nhá, ở ngược bên này các bạn sẽ thấy phản xạ nó bị khuếch tán đi, có nghĩa là về bản chất khi mà zoom lên các bạn sẽ thấy ở cái bề mặt của nó sẽ nhám hơn rất là nhiều, nhám hơn rất là nhiều so với cái bề mặt này, từ lấy cái điều khiển của mình so sánh, đúng không ạ? Lấy cái điều khiển của mình so sánh với thằng này thì lấy hai cái hình ảnh này thì các bạn sẽ dễ hình dung bản chất của nó là đều có cái phản xạ mạnh và tương tự nhau, nhưng mà cái khác nhau ở đây mà các bạn nhìn thấy nhám hay là bóng là do cái chất lượng bề mặt của cái vật liệu này, nó có được bóng hay không, đúng không? Chứ còn bản thân cái này mà các bạn mang đi đánh bóng đi thì nó vẫn bóng, đúng không? Đấy. Ok, thì đấy, khi mà chúng ta mình giải thích cho các bạn cái câu hỏi số 2 đấy, thì để mà các bạn khi mà các bạn ướm vào cái khung sườn của mình ấy, cái câu đầu tiên là về màu sắc trả lời được rồi, còn cái câu tiếp theo đó là về cái tính chất có phản xạ hay không, hay mức độ phản xạ như nào, trả lời câu thứ hai rồi. Và mình đã vừa trả lời câu số 4 luôn rồi. Chất lượng bề mặt của vật liệu đó như thế nào? Có phản xạ và đều phản xạ cao rồi, ok. Thế thì giữa cái điều khiển và cái xô nhựa đấy khác nhau ở cái là chất lượng bề mặt của cái vật liệu đó. Đúng không ạ? Chỉ cần ba cái tính chất này thôi là mình sẽ mô phỏng cho các bạn này. Đầu tiên mình làm cái xô nhựa. Đúng không? Màu đỏ chọn ok, xô nhựa màu đỏ đúng không? Mình cho cái phản xạ cao lên. Các bạn nhìn giống cái xô nhựa không ạ? Tương tự cái xô nhựa rồi đấy. Tương tự cái xô nhựa rồi, rất là dễ thôi. Đấy, tương tự cái xô nhựa của chúng ta này, bóng bóng này. Ở đây các bạn nhìn thấy cái hình ảnh, cái thông tin phản xạ của nó không được rõ tuyệt đối. Thế chỗ này mình có thể để cái chất lượng bề mặt của nó. Chỗ này là cái chỗ mà thông số chất lượng bề mặt quyết định nhá. Chất lượng bề mặt này quyết định, chỗ này mình có thể là 0.95 hoặc là 0.9. Các bạn thấy không ạ? Nó vẫn phản xạ cao nhá, nó vẫn mờ nhá. Nhưng mà cái này là cái thằng chất lượng bề mặt nó quyết định là cái thông tin phản xạ nó có rõ ràng hay không. Đúng không ạ? Đấy, còn riêng đối với cái thằng điều khiển này này, cái thằng điều khiển này, cái thông số đầu tiên là màu. Giả sử cái điều khiển này là màu đỏ nhá, nhưng mà với cái độ nhám như này.
và với cái level, với cái reflection, với cái mức độ phản có phản xạ hay không là mình đều có, và cao hay không đó là mình để lên mapping cao nhất luôn là một, đúng không? Cao nhất luôn là một. Thế thì cái thông số khác nhau ở đây là gì? Cái thắng chất lượng bề mặt này, đấy, giữa cái vật liệu này, giữa cái vật liệu xô nhựa đỏ này và cái điều khiển của mình, nó khác nhau ở cái là chỉ với ba cái tính chất đấy thôi, chỉ với ba cái tính chất số 3 đó là chất lượng bề mặt nó nhám hay không. Đấy, thì chất lượng bề mặt ở đây chỉ cần mình giảm cái chất lượng bề mặt của nó, mình chọn lại cái màu đen cho cái, mình sẽ làm cái điều kiện này, chỗ này mình sẽ lưu nó vào một cái, rồi sang bên này mình sẽ chọn cái màu điều khiển này nhá, một cái màu ghi tối tối như thế này đó. Và chất lượng ở cái câu hỏi số 2 là mình để y nguyên như cái đằng số đỏ luôn, mình chỉ thay đổi cái câu hỏi, cái tính chất số 4 này này, tức là cái câu hỏi số 3 của mình ấy. Đấy, đây này. Chất lượng bề mặt của vật liệu đó như thế nào, mình chỉ thay đổi khác mỗi cái chất lượng bề mặt thôi. Ở đây đang là để là 0.9 đúng không, để là 1 thì nó sẽ là vật liệu là rất là nhẵn mịn đúng không, nhưng ở đây cái số nhựa của mình nó không nhẵn mịn lắm, mình để là 0.9, nó gần gần thôi thì đã ra rồi. Ở chỗ này mình sẽ đặt là 0.6 đó, thô không ạ, thô những cái điều khiển không ạ, các bạn thấy không ạ, rất là rõ ràng cái hiệu ứng này nhá. Thế thì cái câu hỏi số 3 mình bám sát cho các bạn đó là chất lượng bề mặt, thông số chất lượng bề mặt, đấy là cái mà các bạn dễ bị nhầm nhất khi mà hỏi đến cái câu hỏi là một cái vật liệu các bạn muốn mô tả ấy, có tính chất phản xạ hay không. Nhớ cái câu này, đa số đều có cái tính chất phản xạ và đều có tính chất phản xạ cao, được không? Còn cái khác nhau đó là cái chất lượng bề mặt của nó có được mịn màng hay không, có được đánh bóng hay không, tức là có được nó có cái sự sần sùi cao hay không. Cái sự sần sùi cao thì nó, các bạn nhớ đến cái hình ảnh này cho mình, một cái bề mặt là nhẵn mịn, cái thông tin phản xạ nó ra nó sẽ rõ ràng, đúng không? Rõ ràng cái hình ảnh phản xạ của cái xô này nhìn nó sắc nét rõ ràng hơn là của cái điều khiển rất là nhiều, đúng không ạ? Hai thằng này chỉ khác nhau với mỗi cái thông số là chất lượng bề mặt thôi. Giải quyết xong ba câu hỏi, giải quyết xong ba câu hỏi nhá. Và từ ba câu hỏi này thậm chí các bạn đã làm được nhiều cái loại vật liệu khác rồi, nhiều cái loại vật liệu khác rồi nhá. Rồi đến cái câu thứ tư, đến cái câu tiếp theo này để các bạn bám vào này. Tính chất phản xạ của vật liệu đó. Đó. Cái câu này nó sẽ liên kết với câu 2. Có nghĩa là gì? Vật liệu đó có tính chất phản xạ hay không và mức độ phản xạ như nào? Câu trả lời sẽ là đều, đa số các vật liệu đều có tính chất phản xạ cao. Thế thì cái tính chất của cái mức độ phản xạ này có phép neo hay không? Tức là nó có phản xạ rồi và phản xạ cao rồi. Thì cái câu trả lời, cái câu hỏi tiếp theo của nó là có phép neo hay không? Đó, thế mình sẽ giải thích cho các bạn cái phép neo là gì. Cái phép neo đó là cái hiệu ứng là phản xạ dựa theo góc nhìn. Đấy, phản xạ dựa theo góc nhìn. Đấy, có nghĩa là cái đối với một cái vật liệu thông thường nhé, đối với một cái vật liệu thông thường như này, đối với một cái vật liệu thông thường, thế thì đa số là đều sẽ có cái tính chất phép neo, đều sẽ có tính chất phép neo. Cụ thể tính chất phép neo nó sẽ mô tả rằng là đối với một cái góc nhìn càng hẹp thì cái mức độ phản xạ nó càng cao, tức là cùng là cái điều khiển này nhá, nếu mà mình nhìn thông thường đây mình nhìn thấy nó nhám 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 ở đây, đúng không? Nhưng mà cùng với cái điều khiển này mà mình nhìn nó dưới một góc nghiêng thì gần thì nó cái mức độ phản xạ của nó sẽ rất là cao. Hay là đây, ví dụ mình lấy một cái điện thoại đây, giả sử mình có một cái điện thoại con như thế này, mình có một cái điện thoại con như thế này, đúng không? Các bạn nhìn cái bề mặt của nó cũng chẳng được bóng bóng lắm đâu, chúng ta nhìn bình thường chẳng được bóng lắm đâu. Nhưng nếu như mà mình nhìn nó dưới một góc độ, dưới một cái góc rất là nhỏ ở đây, dưới một cái góc nhìn rất là nhỏ thì nó phản xạ gần như một cái gương luôn, tức là nó phản xạ cực kỳ mạnh nếu mà đối với góc nhìn nhỏ. Còn đối với một góc nhìn bình thường ở đây thì nó cũng chẳng phải là bóng lắm đó, nếu mà thì mình giải thích cho các bạn cái có liên quan đến phép neo hay không, đó là đa số vật liệu đều có tính chất phép neo đó. Nhớ câu hỏi này nhá, còn đừng quan tâm đến cái thông số bên này vội, được chưa? Nhớ là khi mà mình đang giải thích cho từng cái khung ở đây một, từng cái tính chất vật lý một, thì khi mà sau này mà mình nhắc đến cái tính chất vật lý nào các bạn học bài hôm nay các bạn hiểu thì sau là các bạn sẽ rất là dễ hiểu luôn. Đấy. Tính chất phản xạ của vật liệu đó có phép neo hay không? Có phép neo, để câu trả lời là có. Được chưa? Rồi, còn có, sau này cụ thể thông số nó có ở đâu thì sau này mình sẽ xử lý. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đi vào thông số chi tiết. Rồi. Cái tính chất tiếp theo
vật liệu đó có tính khúc xạ hay không, đúng không? Và mức độ khúc xạ như thế nào, đây lại là một câu hỏi kép tiếp. Giả sử như đối với cái xô này của mình không có tính chất khúc xạ, đúng không? Câu trả lời luôn là không có tính chất khúc xạ. Còn đối với những vật liệu nào mà có tính chất khúc xạ thì nó sẽ kéo theo câu hỏi số 2 là mức độ khúc xạ như thế nào, đúng không ạ? Rồi, thế để mà giải quyết cho cái tính chất này thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là trang này không mở được lên này. Cùng tìm hiểu xem cái thông số cái chi tiết nó là gì. Sao lại không mở được lên này? Lag à. Đợi mình một chút nhé. Mở nó lên, máy có vẻ như đang gen hay sao ấy. Stop lại cho nó đỡ giật. Đang render đúng không? Máy đang vừa nãy vẫn để gen, quên mất vẫn để gen cái là nó sẽ chậm hẳn lại máy luôn. Đây, để mà làm rõ cho cái câu hỏi cái tính chất tiếp theo này, vật liệu có tính chất khúc xạ hay không, thì đầu tiên chúng ta phải xác định khúc xạ là gì, đúng không? Khúc xạ là gì đã. Khúc xạ hiểu bản chất nó sẽ là cái hiện tượng đúng định nghĩa đúng theo vật lý nhá. Khúc xạ là cái hiện tượng ánh sáng, tia sáng bị bẻ cong khi mà tia sáng đi từ cái môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác, đúng không ạ? Thế thì cái hiện tượng khúc xạ này nó sẽ xảy ra đối với những cái vật liệu mà nó trong suốt, giả sử như kính hay là thủy tinh. Thủy tinh, chỗ này kính, vật liệu kính, thủy tinh, mình sẽ search thủy tinh thì nó sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Kính, chúng ta nhìn rõ ràng là đặt cái kính, đặt một cái vật liệu thủy tinh ra đây, kính hoặc thủy tinh nhá. Đấy, khi mà chúng ta nhìn xuyên qua đây này, các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy hình ảnh nó bị bẻ gãy đấy không? Đấy, đây chính là hiện tượng khúc xạ khi mà đi từ một cái môi trường trong suốt này sang một cái môi trường trong suốt khác. Đó là môi trường đi từ khi mà ánh sáng đi từ cái môi đi xuyên qua cái môi trường của cái thủy tinh này đi sang cái môi trường trong suốt tiếp theo, đó là không khí. Đấy, cho nên là hiện tượng bị bẻ gãy, bị hiện tượng khúc xạ xảy ra, đúng không? Thế thì khi mà cái đối với những cái vật liệu kiểu như thủy tinh này hay là những cái vật liệu mà nó có cái tính trong suốt này thì nó có cái tính chất khúc xạ, luôn luôn có nhá. Bởi vì nếu như mà vật liệu nào mà không có mà nó coi như là nó đồng chất với không khí rồi thì nó coi như nó là một rồi. Còn bản thân hai cái vật liệu mà nó đã có khúc xạ thì đương nhiên là cái chiết xuất của hai cái môi trường này nó khác nhau. Chiết xuất của hai môi trường khác nhau dẫn đến là cái mức độ khúc xạ, cái tính chất khúc xạ của hai vật liệu đặc trưng này là nó là khác nhau. Cho nên cái hiện tượng khúc xạ bắt buộc sẽ xảy ra khi mà đối với một cái vật liệu mà nó có tính chất trong suốt này và so với không khí, đúng không ạ? Và mức độ khúc xạ như thế nào, cao hay thấp, nhiều hay ít, đúng không? Đấy, thế thì cái câu trả lời, cái tính chất tiếp theo này, các bạn chỉ cần hỏi đến nếu như các bạn muốn mô tả những cái vật liệu sau này mà muốn làm những cái vật liệu kiểu như thế này, kính, thủy tinh, nước, đúng không ạ? Và những cái mà các bạn có thể nhìn xuyên thấu được ấy. Đấy, hay là kim cương, đấy, một vài những cái kiểu như thế thì các bạn có thể nhìn xuyên qua được, thì là các bạn sẽ hỏi đến câu hỏi này. Có những cái, còn đa số những cái mà vật liệu mà không có tính chất khúc xạ này, tức là chúng ta không nhìn xuyên qua được ấy, thì thôi. Rồi, khi mà đối với những cái vật liệu mà nó có cái tính chất khúc xạ này nhá, thì nó sẽ kéo theo hai câu hỏi nữa. Một là cái chất lượng bề mặt của vật liệu đó ở cái số 4 và số 6 này nó đang hơi bị trùng nhau. Thế thì cái thằng số 4 với số 6 này nó ở đây mình đã đặt là đang để là trùng nhau. Thế thì bản chất của cái chất lượng bề mặt của vật liệu đó ấy, là nó là câu hỏi kéo theo của cái câu hỏi số 5 này. Tức là chất lượng của cái khúc xạ đấy, tức là ở bên trong cái vật liệu đấy nó như thế nào. Ví dụ đối với cái vật liệu thủy tinh ở đây nhá. Thế thì ở cái môi trường bên trong nó này, các bạn có thể nhìn xuyên qua thì nó tương đối là nét, nhưng mà trong nhiều trường hợp các bạn sẽ thấy rằng là có cái thủy tinh mà nó ở trong nó rất là bị đục, hoặc là kính, đúng không? Các bạn có làm xem cái kính mờ ấy. Đó thì cái chất lượng ở bên trong của nó ấy, thì nó sẽ là cái câu hỏi số 6 này. Chất lượng bề mặt của vật liệu đó, chất lượng cái bề mặt ở bên trong của cái vật liệu đó ấy. Nó phần đáng ra phải gọi là cái chất lượng ở bên trong vật liệu đó như thế nào chứ không phải bề mặt nữa. Bề mặt ở trên này,
bề mặt là liên quan đến phản xạ, là liên quan đến những cái vật lý. Giả sử như cái ở cái điện mình có cái điện thoại này nhá, ở bề mặt của nó thì gọi là chất lượng bề mặt. Nhưng mà cái chất lượng, cái câu số 6 này đáng kể ra các bạn phải đáng kể ra phải nó phải là cái nếu mà viết trình bày bằng 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 cái văn viết ấy, thì nó sẽ là cái môi trường ở bên trong cái vật liệu đấy nó như thế nào, đúng không? Nó có được nó có mang nhiều tạp chất hay không, nó có bị đục hay không. Đó. Rồi còn kéo theo cái câu hỏi cuối cùng này nữa là đối với những vật liệu mà có khúc xạ thì cái khúc xạ đó trong hay là có màu, đúng không? Giả sử chúng ta các bạn nhìn một cái vật liệu kính kính trong, các bạn nhìn xuyên qua được, hoặc là một cái vật liệu thủy tinh như này, là thủy tinh trong đấy, màu trắng mà, còn thủy tinh màu. Giả sử như đối với những cái vật liệu mà thủy tinh màu như thế này, đúng không? Thì các bạn thì nó sẽ kéo, nó chính là cái tính chất của cái câu số 7. Nó tính là cái tính chất của cái câu số 7 này. Đấy. Thế thì cái 7 cái câu hỏi này mình giải thích từng cái một để cho các bạn coi như là nó là cái khung để các bạn bám vào nhá. Thì ở 7 câu hỏi này chúng ta sẽ thấy rõ rằng là 4 câu hỏi đầu tiên là làm được đa số các vật liệu mà phổ thông xung quanh chúng ta rồi. Tức là những cái vật liệu mà không có tính chất khúc xạ, chúng ta không nhìn xuyên qua được ấy, là 4 câu hỏi đầu tiên này là đã mô phỏng được gần như là đa số rồi. Đó. Còn cái 3 câu hỏi tiếp theo này thì bản chất cái câu hỏi số 5 này mới là một câu hỏi gốc thôi. Còn 2 câu hỏi này là nó chỉ xảy ra khi câu hỏi số 5 này xảy ra. Có nghĩa là vật liệu đó có phải có khúc xạ đã thì nó mới kéo theo câu hỏi số 7 và câu hỏi số 6. Đấy, cho nên là có 2 trường hợp xảy ra, đúng không? 4 câu hỏi đầu tiên dành cho những cái đối tượng mà chúng ta không nhìn xuyên qua được, không có tính chất khúc xạ. Còn nếu có tính chất khúc xạ thì nó kéo theo thêm mấy cái câu hỏi ở dưới này nữa. Được không? Rồi, chỉ có một cái câu hỏi đầu tiên đây này. Vật liệu đơn sắc hay đa sắc? Thì là vừa nãy là mình còn cái thiếu cái thằng đa sắc là mình chưa có nói đến, đúng không? Giả sử như một cái lớp sơn màu xanh màu đỏ, một cái đĩa màu xanh màu đỏ đi. Đấy, các bạn nhìn ở bên ngoài thì nó là cái hay là sơn tường ấy thì nó là cái màu đơn sắc. Các bạn có thể chọn màu ở đây. Ok. Đúng không? Các bạn chọn màu ở trong phần mềm này nhá. Giả sử các bạn nhìn cái từ màu trắng này, các bạn chọn cái từ màu trắng này cho mình. Đây, các bạn chọn cái từ màu trắng này. Các bạn nhìn nó là màu trắng, nhưng mà ở trong phần mềm này các bạn có thể chọn được cái màu trắng gần như là tuyệt đối, tức là đều tăm tắp ở mọi vị trí trên cái bề mặt vật liệu đấy. Nhưng ở ngoài thực tế các bạn nhìn cái tường này nó đâu có được đồng màu 100% đâu, đúng không? Tức là nó vẫn có cái sự chênh nhẹ, cái sự chênh nhẹ đấy là thực tế nó mang lại. Có thể chỗ này bẩn hơn một tí, hoặc là chỗ này sơn khi mà thợ nó quét dày hơn một tí, là màu nó đậm đà hơn một tí, hoặc là màu nó nhợt hơn một tí. Thì ở những cái vật liệu ví dụ như sơn tường này, hay là ví dụ như là cái điều khiển này, đó, thế thì gọi là màu đơn sắc, đó là chúng ta đang quy nó về một cái màu đơn sắc thôi. Chứ còn về bản chất thực sự là nó sẽ không phải là tuyệt đối nhé. Bản chất nó sẽ không tuyệt đối đều nhau được ở trên tất cả mọi điểm, ở trên cái điều khiển này, đúng không ạ? Đấy. Thế thì ở buổi hôm nay chúng ta giới thiệu đến cái vật liệu đơn sắc này. Thế thì chúng ta sẽ coi như là ở một cái môi trường lý tưởng là nó đều tăm tắp đã. Thế thì các bạn sẽ chọn màu ở đây, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, chọn phát là xong, đúng không? Là sơn tường là xong rồi. Đấy. Nhưng mà giả sử như đối với một cái bàn bằng gỗ, đây cho các bạn xem. Giả sử như chúng ta có một cái đây, mở lên, đợi một chút. Đây, thế còn giả sử đối với một cái vật liệu mà nó không đồng màu với nhau toàn bộ, nó không lý tưởng, kể cả ở trên cái môi trường lý tưởng thì nó cũng không thể đồng màu được, ví dụ như vân gỗ, đúng không ạ? Các bạn nhìn nó có cái chỗ đậm chỗ nhạt này, và cái chỗ đậm chỗ nhạt này nó theo quy luật thì nó tạo thành cái vân gỗ thôi, bản thân là các màu đậm màu nhạt thôi mà, đúng không? Thế thì ở những cái trường hợp ví dụ như vân gỗ, vân đá kiểu như thế này thì các bạn không thể nào mà quy nó về một cái màu đồng nhất được. Thế cho nên ở những cái trường hợp này chúng ta sẽ không chọn màu, chúng ta sẽ không chọn nguyên cái màu review nữa, mà là chúng ta sẽ dùng mask nhá, mà là chúng ta sẽ dùng mask. Thế thì đợi mình một chút. Đây, cái máy của mình nó đang mở cái file mask ở trên trực tiếp trên nó đồng bộ trên driver, cho nên là nó đang hơi bị chậm một chút. Đấy. Thế thì đối với những cái mask vật liệu ấy, đối với những cái vật liệu như sàn nhà mà chúng ta không thể quy nó về đồng màu được thì chúng ta sẽ phải dùng mask. Đấy, thì trong trường hợp dùng mask thì đây, giả sử mình có một cái mask vỗ này. Đây, giả sử mình có một cái mask vỗ nhá.
ném nó vào đây. Đấy, một cái móc gỗ khi mà mình ném vào đúng không? Chúng ta giả sử ở bên ngoài các bạn có một cái móc gỗ bất kỳ. Đấy, như cái móc gỗ vừa rồi hoặc là như cái móc gỗ này cũng được. Đấy, chúng ta nối vào cái kênh diffuse, nối vào cái kênh diffuse của cái hòn vật liệu standard này. Đấy, còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây này. Chúng ta sẽ dùng một cái map vân gỗ thực tế để chúng ta gán vào thì lại được nhá. Đấy, mình sẽ sâu nó lên, mình sẽ gán vào cái này và mình sẽ cho nó render này, các bạn sẽ thấy này. Thay vì một cái màu thì nó sẽ là một cái vân gỗ. Đúng không? Thì chỉ có hai trường hợp đấy thôi. Đây, một cái vân gỗ này. Đấy, thay vì một cái màu đơn sắc thì chúng ta quay lại cái câu hỏi của chúng ta. Đây, chúng ta quay trở lại những cái tính câu hỏi đặc trưng cho những cái tính chất vật lý của một cái đối tượng, của một cái vật liệu thông thường mà chúng ta sẽ làm, đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên, ôn lại một tí này. Màu sắc vật liệu đơn sắc hay đa sắc? Đơn sắc thì chỉ cần chọn một cái màu thôi. Mặc dù thực tế thì nó không phải là 100% đơn sắc, tức là nó đồng đều mọi chỗ được, nhưng ở trong một cái trường hợp chúng ta đang học về mô hình đang học thì mình sẽ phải lấy một cái mô hình nó tương đối lý tưởng, đó là mọi chỗ đồng đều hết, cho nên các bạn chọn một cái màu là xong. Đó, trường hợp thứ hai đó là những cái vật liệu mà không đồng màu thì ví dụ như gỗ đây, chúng ta sẽ phải chọn dùng mát. Đúng không ạ? Vật liệu thứ hai, cái tính chất số 2, câu hỏi số 2. Có tính chất phản xạ hay không? Mức độ phản xạ như thế nào? Đa thì câu trả lời fix cứng cho nó luôn là đa số các vật liệu đều có tính chất phản xạ mạnh. Nhá. Và cái khác nhau ở đây là cái chất lượng của bề mặt của cái vật liệu đó, chất lượng bề mặt của cái vật liệu đó thì nó dẫn đến cái việc là thông tin phản xạ có rõ ràng hay không. À, khi mà nhắc đến câu hỏi này các bạn sẽ nhớ đến cái xô đỏ và cái điều khiển của mình, được chưa? Rồi, tính chất phản xạ của vật liệu đó có phép neo hay không? Thế thì đến cái câu hỏi này thì trả lời câu thứ nhất là có phép neo. Và giải thích phép neo là gì? Phép neo là cái hiện tượng mà cái phản xạ mà dựa theo góc nhìn, đúng không? Có cái tính chất phép neo hay không? Đa số đều có. Mình giả sử như một cái điều khiển, giả sử như là một cái điện thoại, giả sử như là một cái ô cứng, đấy là chúng ta đều có cái tính chất phép neo này hết, tức là cái sơn bề mặt của nó. Tức là khi các bạn nhìn nghiêng sẽ phản thấy nó phản xạ rất là mạnh, nhưng mà khi nhìn bình thường tôi đã thấy nó tương đối nhám. Thế là đó có cái, tức là nó có cái tính chất phép neo đó. Dạ. Rồi, thế là xong những cái vật liệu mà thông thường. Còn đối với những vật liệu mà nó có cái tính chất khúc xạ thì câu trả lời luôn là đối với những vật liệu có mà chúng ta có thể nhìn xuyên qua được thì có thể đều có cái tính chất khúc xạ, và cái mức độ khúc xạ thì sẽ tùy vào cái từng vật liệu một. Được chưa? Còn khúc xạ là gì? Khúc xạ là cái hiện tượng mà ánh sáng bị, cái tia sáng bị bẻ cong khi đi từ môi trường trong suốt này sang cái môi trường trong suốt khác. Đấy, các bạn cứ làm nhớ rõ cái điều đó cho mình. Buổi sau là ở cái nội dung sau là mình hướng dẫn các bạn từng cái thông số nào nó ứng với cái chi tiết nào, là chỉ cần giải quyết được từng cái khâu đấy là các bạn làm vật liệu rất là dễ luôn. Rồi, khi mà có khúc xạ rồi thì là chất lượng ở cái bên trong của cái vật liệu đấy như thế nào? Và cái câu hỏi kéo theo số 2 đó là khúc xạ có màu hay không? Đấy, thì là đây là cái khung sườn mà các bạn sẽ nhớ và sẽ nắm thật chắc cho mình nhá. Ở cái nội dung sau là mình sẽ làm đến đâu là mình sẽ ứng luôn vào 7 câu hỏi này. Và các bạn chỉ cần hiểu 7 câu hỏi này là cái là các bạn sẽ giải quyết được hết đa phần các vật liệu. Ok chưa? Rồi, video này sẽ kết thúc ở đây nhá. Xin chào các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên dưới nhá, để có thể nhận được những thông báo sớm nhất về những video sắp tới của mình. Học viên tại Học viện Nesaiket sẽ nhận được các quyền lợi về VIP. 1. Được học, cung cấp, hướng dẫn cài đặt các phiên bản phần mềm mới nhất. Các giảng viên, trợ giảng và các chuyên gia sẽ hỗ trợ về kiến thức và sửa lỗi phần mềm khi các bạn gặp phải trong quá trình làm việc sau này. 2. Được tham gia các talk show, workshop, livestream giải đáp, chia sẻ kiến thức mới thường xuyên. 3. Được sử dụng hàng ngàn gigabyte thư viện đồ họa và các plugin Pro. 4. Được ưu tiên giới thiệu các job, dự án, các mối quan hệ liên kết trong công việc. 100% học viên học xong đều được giới thiệu việc làm luôn tại các doanh nghiệp, văn phòng thiết kế uy tín. Nesaiket cam kết hoàn trả 100% học phí bất kỳ lúc nào nếu học viên không hài lòng về các buổi học. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về khóa học và các ưu đãi mới nhất. Hotline 0939411694. Website nesager.com.